kèo 4-4. Tiến Chợ Mới đối đầu với Khai Lắp Giò, điểm 1-0 cho Lắp Giò. Tập 4 ngoài, điểm 1 đều. Niêu 4 hỏng, điểm 3-1. Tập 4 tốt, điểm cho Chợ Mới 2-3. Trắng bóng tốt, điểm cho Chợ Mới 3 đều. Đập bóng tốt, điểm cho Lắp Giò 4-3. 4-3. Bỏ bóng tốt, điểm cho Lắp Giò 5-3. Tập 4 tốt, điểm cho Chợ Mới 4-5. Trắng bóng tốt, điểm cho Chợ Mới 5 đều. Tập bóng tốt, điểm cho Lắp Vò 6-5. Tập bóng tốt, điểm cho Chợ Mới 6 đều. Trắng bóng tốt, điểm cho Chợ Mới 7-6. Tập cũng tốt, điểm cho Lắp Vò 7 đều. Trời ơi, có bóng không qua lưới, điểm cho Chợ Mới 8-7. Tập cũng tốt, điểm cho Lắp Vò 8 đều. Bóng chạm lưới, điểm cho Lắp Vò 9-8. Bỏ chạy cho, bỏ chạy.
Điểm với lớp giò 18. Đẹp bóng ngoài. Điểm với lớp giò 11-8. Điểm cho trò mới 9-11. Tập bóng tốt, điểm cho lớp giò 12-9. Bóng ngoài, điểm cho chợ mới 10-12. Điểm cho chợ mới 11-12. Quá tốt. Điểm cho lớp giò 13-11. Đập bóng tốt. Điểm cho chợ mới 12-13. Đập bóng tốt, điểm cho lớp giò 14-12. Trời ơi. Đập bóng tốt, điểm cho chợ mới 13-14. Ngoài. Kết thúc set đấu. Lớp vò thắng chợ mới. Rồi tiếp tục set thứ hai kèo 4-4 đối đầu giữa Tiến chợ mới và Khai lắp giò. Điểm 0-0. Điểm 1-0 cho chợ mới. Quá cao. Điểm cho lớp vò 1-1. Đã bóng không vào lưới. Điểm cho lớp vò 2-1. Tập bóng tốt, điểm cho chợ mới 2-2. Yeah.
Bỏ bóng tốt điểm cho lắp vò 3-2. Đập bóng tốt điểm cho Chợ Mới 3 điều. Điểm với lắp vò 4-3. Đập bóng tốt điểm Chợ Mới 4 điều. Điểm cho lắp vò 5-4. Điểm cho Chợ Mới 5 điều. Điểm Chợ Mới 6-5. Điểm cho Chợ Mới 7-5. Đá bóng tốt điểm cho lắp vò 6-7. Đập bóng ngoài điểm cho lắp vò 7 điều. Đập bóng tốt điểm cho Chợ Mới 8-7. Bỏ bóng tốt điểm cho lắp vò 8 điều. Bóng ngoài điểm cho Chợ Mới 9-8. Chứ đó có cửa ngoài.
Ba bông hồng điểm cho lớp vò 9 điều. Chín đều. Tập 4 tốt, điểm cho chợ mới 19. Đập bóng tốt. Điểm cho chợ mới 11-9. Bóng ngoài. Điểm chợ mới 12-9. Rồi. Mười ba, có video đi, tối coi lại 13-9. Lên điểm 10 bên kia lộn xộn chưa? Điểm cuối, điểm chợ mới 14-9. Phá bóng ngoài điểm cho lắp vò 10-14. Bảo luôn Di ơi. Bóng ngoài. Kết thúc set thứ hai chợ mới thắng lắp vò.